Xin chào các bạn đã đến với channel của mình là Huỳnh Đức Minh. Lâu ngày không gặp, cũng khoảng vài tháng kể từ dịch bệnh. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn newbie là các người chơi mới về Rise of Kingdom. Mình sẽ review về farm tài nguyên đi. Các mỏ lớn, các bạn ưu tiên farm các mỏ lớn để có nhiều tài nguyên hơn. Để mình kéo con này về đó. Cái mỏ lớn này có dự trữ được 850 nè, với các mỏ liên minh nè. Khi các bạn đi ngủ thì các bạn bỏ vô cái mỏ liên minh này. Cái kho dự trữ này nhiều người gom quá thì nó sẽ hết nhanh. 156 triệu tài nguyên này chỉ trong vòng một ngày là hết thôi. Tại vì các bạn có công nghệ cao. Các bạn có thể coi mức sản xuất gỗ, các loại tài nguyên nè. Đó, các bạn vào nhà chính để xem các loại tài nguyên này nó có bao nhiêu rồi. Của mình là 78%, tốc độ cũng bèo. Là do mình có cắn các búp 25% sản xuất. Và cái này là cắn hàng ngày luôn nha các bạn. Tốc độ thu gom là cứ mỗi phút là các bạn thu gom được khoảng tầm 8 đến 10 ngàn. Tùy vào công nghệ các bạn. Farm các loại event mà 70.000 lính á. Ủa gì 70.000 tài nguyên á. Nè, như ví dụ như event này. Đâu rồi. Nè. Event liễu và hoa bonus cho cái vương nhánh. Thì các bạn farm thu gom trong thành phố là các mỏ sản xuất tài nguyên. Còn tập hợp trong rừng là các mỏ tài nguyên ở bên ngoài thành phố của mình. Và đánh mang rợ các bạn sẽ có hộp mùa xuân. Khi mở cái hộp đấy ra các bạn có thể ngẫu nhiên lượm được mấy nhánh cây. Xác suất như thế nào để nhận được các hộp quà đó để mở ra nhánh cây thì các bạn cứ lấy tướng của mình lít vào thôi và set cho nó là 4.000. Các bạn bỏ vào, các bạn lít vào cái màu xanh lá này, bỏ vào cái khe lu đó, nó sẽ hiện là 120.000 tài nguyên để nhận một hộp, nhưng mà cái xác suất của nó cao hơn bình thường. Các bạn có thể để từ 50.000 đến 70.000 là ổn nha. Còn mình để 2.500 để 70.000 để chạy event cho nhanh. Bởi vì người ta kêu là event này farm mỏ 1. Nhưng mà mình, nếu các bạn có thời gian thì các bạn sử dụng bao nhiêu đây lính. Tại công nghệ mình cao thì các bạn sử dụng 4.000 lính là vừa nha. Hồi sáng giờ mình không chơi nên mình treo máy, mình để cái mỏ tài nguyên như thế này. Giờ mình thu về để mình thu event cho nó nhanh hơn. Tốc độ tăng gấp 2 nếu các bạn ngồi chơi nha. Ba hộp mùa xuân. Ba hộp mùa xuân này là do hồi nãy là mình nhận ở trong đây nè. Thu gom cho thành phố nè. Đó, nó sẽ cho các bạn mảnh ghép, hôm nay event mảnh ghép nữa. Các bạn nhớ là mục tiêu ngày này tùy vào cấp của nhà chính thì các bạn sẽ nhận được 2, 3, 4 tượng tùy vào cấp độ của nhà chính.
cấp độ 20 21 là các bạn nhận được 4 tượng rồi với 100 ruby hàng ngày luôn. Các bạn cố gắng mát cái này. Và cái event này thì các bạn cố gắng làm nhiều càng tốt. Các phần thưởng trong đây rất là ngon nha các bạn. Tượng nè. Nè. Cái nhà nè, bảng tên nhà nè, nhiều cái nhà nè. Nó tăng hiệu ứng buff cho lính nha các bạn. Mua thức ăn thì 750 ruby thì các bạn sẽ nhận được một level nha. Tốn 39.000 level để up lên 80. Thôn khá là thốn. Các bạn có tiền thì nạp vào cái đó. Và cái gói nạp thì như thế nào? Các bạn chờ cái event mà có thưởng nạp lại nè. Là tượng quyền tượng cam nè. 20 30 30 tượng cam. 30 tượng cam rất là hiếm nha các bạn. Cái này thì cho con cao cao nha các bạn. Các bạn nào muốn nạp cao cao mát á, thì các bạn nạp cái gói này để chừng 20 30 hộp kho báu của lãnh chúa này thì nhận được Tào Tháo. 20 30 hộp nha các bạn. Để xác suất ra tượng cam với lại Tào Tháo cao hơn. Còn các bạn mỗi ngày mở 3 hộp thì hên xui rồi. Xui thì không có gì. Xui được tượng tím, chìa khóa bạc. Mình thường thường là được chìa khóa bạc hơn nên mình không chơi mấy này. Khá là xui. Cái này là quan trọng. Quan trọng thứ nhì. Gói đá quý này các bạn có thể gia hạn. À, bị lỗi rồi. Có thể gia hạn các bạn có thể sử dụng ví Momo để gia hạn cái gói này. Cái gói này là 219.000. 30 ngày nhận được 19.500 ruby với lại 2.200 ruby nhận tức thì, nhận ngay luôn là 21.700 ruby trong một tháng. Và cái gói tăng trưởng này các bạn nên mua luôn nha các bạn. Up rồi thì chính lên cấp 25 nhanh nhất có thể để nhận cái quà đó. Để cho sẵn sàng ruby cho các vòng quay. Vòng quay này nè. Hiện tại mình gần hết KVK1 rồi. Nên sẽ có là con hành cái tư hãng. Mình không đủ ruby để quay. Nếu các bạn quay thì mỗi ngày sẽ có 60 vòng. Liên tục trong 3 ngày là 180 vòng quay. Các bạn sẽ nhận được khá là nhiều đồ. Quay được 8 tượng này rất là hên nha các bạn. 5 tượng. 10 20 30 45 45 tượng, nếu quay 100 vòng được 45 tượng. Còn các bạn vào mấy cái này là hên xui nha. Cái này mình không biết xác suất của nó như thế nào. Các bạn nhớ tích ruby nhiều nhiều khoảng chừng bao nhiêu đây? 36 180 vòng thì 10 vòng gì 50 vòng thì sẽ được 36.000 ruby. 36.000 ruby cho 50 vòng. 72.000 tầm bao nhiêu đó, tầm 150 đổ lại thôi, 150 130 đến 150 ruby trở lại thôi. Các bạn có thể farm ruby ở bên KVK, map KVK. Hiện tại thì auto đang bị cấm xài nha các bạn, tại vì có thì Lily nó tạo cái mã scan, nó quét hết auto rồi.
Các bạn có thể farm ruby bằng tay. Các bạn có thể dò map kiếm ruby. Hiện tại gần đây thì không có, chỉ có cái hố này thôi. Nhớ cái biểu tượng này đi dò map, kéo xa xa ra dò được nhiều hơn. Đó. Farm ruby càng nhiều càng tốt nha các bạn. Farm ruby này phải tích tiểu thành đại nó mới nhiều được. Còn cái event này xong 100 cái nhiệm vụ ở trong đây, bạn sẽ nhận được 100 tượng tím thích hợp cho newbie, thích hợp cho F2B để là người không nạp tiền á, có thể mát được tướng tím. Cái này hình như là 30 ngày đã lặp lại một lần, khoảng một tháng. Nhanh tay lẹ mắt này thì chơi cho vui thôi, quà nhiều, quà cũng nhiều. Các bạn phải nhớ được cái hình này để các bạn sắp xếp sao cho nó. Các bạn tìm bốn góc trước, tìm bốn góc trước rồi xong hãy ráp từ từ ở xung quanh lại đó, nó sẽ dễ hơn. Còn các bạn ráp từng miếng từng miếng từng miếng từng miếng, các bạn sẽ tốn thời gian suy nghĩ hơn, tốn thời gian nhớ hơn. Còn đánh mang rợ hợp mùa xuân thì đây. Các bạn xét tướng, đây mình sẽ giới thiệu review về tướng luôn. Thì tài năng có nhánh giữ gìn hòa bình là để đánh mang rợ nha các bạn nè, đánh sát thương gây ra mang quân mang rợ các quân trung lập khác. Trung lập là mấy con lính ngoài mang rợ, khác với mang rợ là lấy nó đánh được. Đó. Tổng hợp quân cái này là dành cho rally. Rally mấy cái pháo đài nè các bạn. Các bạn rally xong có người đó, tổng hợp quân lại. Sẽ có người tham gia cái quân đội của bạn để hoàn thành cái đó. Nói về tướng, Lohan là con tướng mà sử dụng chuyên về đi farm, farm mang rợ. Tài năng của nó là giữ gìn hòa bình, hỗ trợ. Đó, đây là bảng truy của, đây là bảng tài năng của mình. Các bạn có thể tham khảo nó. Mình không nâng cái này tại vì mình chỉ sử dụng đánh mang rợ thôi. Giảm 10 điểm hoạt động xuống, các bạn có thể đánh được nhiều mang rợ hơn, tốn ít thể lực hơn. Thể lực là điểm hành động, người ta còn gọi là up action points. Ưu tiên nâng cái này, hai cái này trước nha các bạn. Cái này sau khi đánh được mang rợ chết xong, các bạn được 15 gói tài nguyên si cấp 1, 1.000 thực phẩm gỗ, 750 đá. Ngẫu nhiên thôi nha các bạn. Một là nhận cái này, hai là nhận cái này, ba là nhận cái này, bốn là nhận cái này. Không có nhận hết nguyên đống này luôn nha, không có nha. Nhận hên xui ngẫu nhiên một trong bốn cái. Mình đã mở hết rồi nhưng nên không có cho các bạn. Cái này đúng chất là tích tiểu thành đại luôn nha. Các bạn có thể tích tài nguyên lại sau các đợt. Đó, cái nào mà có cái nhánh talent đó các bạn nâng vào giữ gìn hòa bình hết đó, giữ gìn hòa bình hết. Con này là dễ mát nhất nha các bạn, tại vì lúc đầu mình chơi mà mình chơi game này lần đầu tiên thì mình cũng không biết gì nó nhiều lắm nè. Mua mỗi ngày được 3 tượng phi 4.500 này. Trong chinh phạt thì các bạn có thể mua, đánh được nhiều điểm thì các bạn mua sao tím nè, tượng tím, tài nguyên, ưu tiên mấy cái này với tượng cam giống vậy,
Cái này khỏi cần mua, đợi cái đợi event các bạn sẽ đổi ra tượng này rất là nhanh nha. Về tướng đi farm thì mình cũng review sơ qua là 5 con 40, bởi vì mình có 5 slot. 5 slot cho 5 tướng. Thì có những gì? Tại mình dư sao tím nên mình up nó lên 5 sao luôn nha. Còn các bạn đợi 4 sao, max level không sao hết. Review về tài năng của đang thu gom. 30% gỗ, 30% lúa, 30% đá và 30% vàng. Sau khi các bạn thu gom xong, thí dụ là 1 triệu tài nguyên thì các bạn nhân cho 6% nữa, nó sẽ cộng bonus thêm là 60.000. Farm 1 triệu tài nguyên các bạn được 60.000 nha các bạn. Được thêm 1 triệu 060.000 và 25% thu gom mọi loại tài nguyên. Cái này thì không quan trọng lắm. Chỉ kích hoạt để lấy cái 25% tốc độ thu gom thôi. Còn cái này là quan trọng cuối cùng, tốc độ hành quân bao vây. Thì các bạn khi mà đi farm xa thì các bạn tăng tốc độ hành quân của quân bao vây lên. Các bạn sẽ đi đến điểm đến này nhanh hơn. Ví dụ đi. Đó. Các bạn bỏ vào khe. Đó. Các bạn đi đến cái điểm này nó nhanh hơn, tốc độ di chuyển nó sẽ tăng được 30%. Nhanh hơn thì các bạn thu gom được tài nguyên nhanh hơn. Đi đến được chỗ tài nguyên để thu gom nhanh hơn và đi trở về nhanh hơn. Tiết kiệm được một mớ thời gian khoảng vài phút. Đó, mình được 7 quà nha các bạn. Mình sẽ xếp. Mình sẽ xếp hết nha các bạn. Mỏ nào cũng được, gần nhà là được hết nha. Các bạn bỏ con tướng ra. Con tướng level 40 á, các bạn bỏ ra để các bạn thu gom cho đợt sau. Còn mấy con tướng mà bonus thêm skill á thì chờ mình nè, bonus thêm skill thu gom á thì các bạn cho nó đi theo sau. Đó, thế mà mình tạo được 5 đội. Khá là nhanh nha. Cứ mỗi lần lít vào thì các bạn cho nó vào các khe để các bạn thu gom, nó sẽ tiết kiệm được một mớ thời gian cho các bạn mà đi làm. Đó, thu gom xong rồi nè. Thu gom vàng thì rất là lâu nha các bạn. Cách tốt nhất để kiếm được vàng á, thì các bạn đánh mang rợ. Thì nó sẽ cho các loại tài nguyên nè, thấy không? Nó còn nữa nhưng mà mình chỉ thấy được bao nhiêu đây thôi. Nó còn gỗ, đá và vàng nữa. Đó, 2.500 thôi, tại vì nãy mình lộn. Đó, bonus skill. Các bạn nhớ check cái này nha, không check là coi chừng bị khóa hạt nha. Dạo này khóa hạt hơi nhiều. Do chủ nó làm, chủ nhà phát hành nó làm game thủ ốm đói luôn. Cách trick để nhận được cái cửa hàng thương nhân bí ẩn này để mua mấy cái đồ mà bằng tài nguyên. Thì các bạn chỉ xếp chết bà. Hồi sáng xếp nhầm rồi. Đây. Dùng speed up luôn. Lỡ làm rồi. Mình chỉ xếp một lần thôi nha các bạn.
Nhưng mà các bạn mình chỉ xếp một lần cho các bạn làm theo thì các bạn làm 4 nhà y chang nhau nha. Các bạn chỉ mua lính 2 thôi. Lý do mua lính 2 là tăng được nhiều lực chiến thôi. Các bạn xét nó chừng 350 hả? Thôi 350 ít quá, 400 đi. Các bạn thấy 2 tiếng huấn luyện nha. Cái thời gian thương nhân này, khi hết thời gian này các bạn có thể làm mới lại. Cứ mỗi 2 tiếng mấy thì các bạn sẽ làm mới được cái cửa hàng thương nhân này thông qua nhận nhận mấy cái nhà mà đã xong. Nhận mà cái mấy cái nhà mua lính mà đã xong ở 4 cái nhà này là có 4. Nó sẽ hên xui. Nó sẽ hên xui làm mới cái cửa hàng thương nhân bí ẩn này lại. Thì cứ mỗi 2 tiếng các bạn vào nhận. Nhận cái 4 cái nhà mua lính này để nó làm mới lại cái nhà này để các bạn mua được nhiều tài nguyên tích trữ trong kho và speed up này là tăng tốc và các loại tăng tốc khác sản xuất và thu gom với ngôi sao đồ các bạn thấy mua được gì mua. Và trong chiến dịch thì các bạn đánh chinh phạt thì đánh full 3 sao. Nếu mà có 2 sao thì quà mỗi ngày thì nó sẽ ít. Đánh full 3 sao thì quà mỗi ngày nó nhiều. Đó. Trong đây chỉ có vậy thôi. Liên minh Osiris này sau khi mở KVK thì sẽ có Liên minh Osiris này nha. Các bạn đặt cược cho nó. Khi mà bên thắng, ví dụ bên Riot này thắng SK57 thì mình sẽ nhận được bonus thêm 4.000, khoảng 3.687 này cộng thêm 400 nữa là 4.000 đi. Đó, các bạn sẽ vào mua tượng vàng, tượng cầm. Đó, khá là ngon. Còn cửa hàng này thì mình không biết cái này hình như là để đặt cược cái này. Mình hết đấy để đặt cược rồi. Sao 54? Mình cũng không hiểu cái này lắm. Nhưng mà vô cửa hàng khi mà đánh Osiris này, đánh Osiris bình thường đó, các bạn sẽ có cái điểm này. Các bạn mua tượng. À, chiếc rương thần Osiris. Sau đợt thống đốc thì các bạn sẽ có 1 tuần để chuẩn bị cho Osiris. Là thứ bảy, thứ sáu là kết thúc đăng ký, thứ bảy là bắt đầu đánh, thứ bảy chủ nhật bắt đầu đánh. Tùy vào các bạn xét thời gian như thế nào. Về công nghệ trong học viện thì các bạn nên nâng như thế nào? Thì nên nâng cái công nghệ thu gom trước, cái công nghệ mà tốc độ trước để các bạn giảm được thời gian nâng mấy cái công nghệ kinh tế khác thu gom này. Đó. Cái này phải level 10. Các bạn cố gắng nâng max hết bên đây trước. Còn mình là tại vì mình KVK nên mình sẽ nâng vào chiến đấu quân sự để mình tăng thêm sức mạnh để mình solo đánh nhau. Các bạn đừng như mình là đã nâng lên 9 trên 10 nha. Cái này mình sai. Mình sai lầm hoàn toàn. Là 109 ngày để nâng lên tiếp theo. Mình không dám nâng luôn nha các bạn. Không có đủ tài nguyên thì dư rồi đó, nhưng mà không có đủ speed up để mình tăng cái
tóc cái này, các bạn nâng nên nâng đều hết để cho mình mạnh hơn. Ưu tiên nâng một hướng để mình phát triển mạnh mẽ hơn. Ví dụ mình chơi kỵ, mình sẽ nâng bàn đạp tấn công kỵ binh nè, tăng thêm tấn công quân kỵ binh, tăng thêm thủ của quân kỵ binh, tăng thêm máu mọi đầu quân. Cái này thì cái cắm trại năm các bạn mới được nâng, cố gắng nâng mát nó luôn 10 ngày nữa. Thì các bạn coi cái nào là ít thời gian nhất các bạn nâng, 21 ngày nè, 29 ngày, 27 ngày, 27 ngày. Tại vì cái này là toàn đội quân nên nó sẽ nghiên cứu rất là lâu. Các bạn ưu tiên nâng nghiên cứu về một mặt trước là 21 ngày. Mình xong cái tăng 2% tấn công, mình sẽ nâng vào phòng thủ là 2%. Mình sẽ đợi event và mình speed up, nhưng mà mình không speed up liền tại vì các server có boss thì đua top rất là khó, nên các bạn cứ chữ speed up lại thôi. Thà lên lực chiến thấp nhưng mà mình lên một lần, cứ từ từ các bạn, không cần gấp gáp. F2B, F2B là không cần gấp gáp. Nếu gấp gáp là các bạn yếu hơn các người nạp rất là nhiều, các bạn phải chơi bằng cái đầu. Còn bộ binh thì mình không nâng, cung binh, cung thủ cũng vậy, mấy này mình không nâng, mình chỉ nâng về kỵ binh, thiên về kỵ binh, tại vì tướng của mình thiên về kỵ binh. Không có nạp nên Minamoto của mình không có mát được, nhưng mà nếu mà đánh trận thì ok. Các bạn cố gắng rèn ra mấy cái đồ mà có cái tài năng đặc biệt, tăng thêm 30% nè, bonus. Còn mũ chinh phạt này trong cái event Sirelei đó, các bạn đánh mấy con này để vào cửa hàng mua cái nón đó để chế. Hình như cái event này là KVK mới có hay gì á, hồi đầu mình chơi cũng không thấy. Để mình cho quân đi thu gom nào, anh em farm nhiều quá không có mỏ farm luôn, ác thiệt. Farm ui ok. Quán rượu thì các bạn mỗi ngày vô nhận có bao nhiêu nhận hết, chờ nó miễn phí nhận, cứ tích chìa khóa. Các gói nên mua thì các bạn mỗi lần mở ra tượng, mở ra con tướng tím, ủa gì con tướng cam, thì các bạn sẽ có cái nạp tiền, nạp tiền mà tượng cam ở ngay đây nè, nó sẽ xuất hiện chèn ở ngay đây, thì các bạn sẽ lấy nó, các bạn sẽ mua nó bằng tiền, các bạn sử dụng ví Momo hay là gì đó. Các bạn có thể mua gift gift code của Vanguard để các bạn gift code Vanguard 1,8 triệu thì có 100 đô, thì nó sẽ rẻ hơn Momo rất là nhiều. Nếu các bạn tiết kiệm tiền thì nhờ anh Vanguard thôi gom luôn. Đó, newbie thì chỉ chơi có vậy thôi. Xây nhà thì nâng nhà chính lên càng sớm càng tốt, để các bạn mở ra các học, mở ra các lính 4 nè. Các bạn nâng lính 4 lên, các bạn có thể đánh nhau được rồi. Các bạn mới đầu vô thì hạn chế đánh nhau, đánh nhau nhiều quá thì thọt, thọt lực chiến thì phế rồi các bạn, không có quân mà đi thu gom luôn.
Nói về thu gom thì các bạn nên mua lính xe level 1 nhiều vào. Lý do mình không nâng lính xe level 1 lên level cao để nó đi thu gom, nó thu nhiều, nó chạy nhanh nữa. Các bạn có thể coi tốc độ của nó như thế này, dấu chấm than, tốc độ diễu hành là nhanh, còn cái con level 1 là rất nhanh, khá là ok. Trọng tải là 20. Trọng tải này là cái để thu gom bao nhiêu tài nguyên đó. Đó, 22, con này 20. Đó, không cách nhau bao nhiêu, mua level 1, đẩy xe nhanh hơn, tiện hơn nhưng mà đánh lộn không được. Các loại búp này mỗi ngày đều cắn. Các bạn mà có nhà sản xuất thấp á, đừng cắn mấy cái sản xuất thực phẩm được. Các bạn cắn tốc độ thu gom đi farm thôi. Thì bản tài năng của thu gom thì mình đã có nói trước đó rồi, khá là ngon. Cắt móc level để các bạn có thể tối ưu hóa được các con này. Không phải một con mà nâng lên 40 rồi mới nâng mấy con khác. Các bạn nâng lên 18 thì các bạn sẽ bốn nhánh này sẽ mát. 27 thì các bạn bắt đầu nâng lên cái này để lấy 600 tài nguyên. Level 37, level 37 thì các bạn sẽ nhận được cái vũ khí tuyệt vời, 25% tốc độ tài nguyên. 40 thì các bạn sẽ nâng vào ba điểm này, chỉ có thế các tướng đánh mang rợ rất là quan trọng. Cái gói này bạn tích càng nhiều càng nhiều tài nguyên, đánh chừng 3 ngày là được 10.000 10 triệu tài nguyên rồi, bởi vì vàng mình không có thiếu nè, thấy chưa, vàng mình đánh mang rợ được nhiêu đây nè, còn các bạn mà farm tài nguyên để bán thì các bạn phải farm vàng thôi, cái đó là bắt buộc. Cứ event thì các bạn set tướng như thế này, rất là nhanh, bỏ lại công sức rất là nhiều. Event này nhanh, để coi còn gì chỉ không. À, cửa hàng VIP. Thì VIP càng cao các bạn càng có lợi, đó là mua được nhiều hơn. VIP 13 mua được tượng vàng đó. Mấy cái bằng gỗ này mua hết nha các bạn. Bằng tài nguyên là mua hết, không chừa cái gì hết. VIP thì các bạn up lên VIP 10, 12 là các bạn sẽ nhận được một tượng tím mỗi ngày. Đâu rồi? Ủa gì, tượng vàng mỗi ngày. 11, 12 là các bạn nhận hai tượng. Thì tượng ca, tượng vàng trong đây là rất là hiếm. Nên các bạn tối ưu up VIP trước. Có tiền thì đẩy vô VIP hết. Còn tại mình rally nên mình nâng cái lâu đài lên. Mình hay rally nhiều thì mình nâng cái lâu đài này lên cao để mình tổng hợp quân nhiều hơn. Thì nếu mà có ruby thì mình sẽ ốp vô đây. Hiện tại không có. Mình không có farm ruby. Các bạn nhớ về vấn đề mà trích cái nhà này rất là quan trọng. Cái nhà này có thể cho mình rất là nhiều đồ ngon thông qua tài nguyên. Mua nó tất cả bằng tài nguyên. Hoàng hôn hẻm núi này không thể bỏ qua nha. Đây đánh cho các bạn coi. Các bạn xét như thế nào cũng được, miễn sao win đội hình ta được rồi. Tua nhanh đi. Các bạn nhận được 5 25 phút.
và một kho báu chiến binh 10.000 F. Các bạn nhìn vậy thôi chứ rất là ngon nha. Cái này để mở ra gì? Đây, các mảnh. Các mảnh này sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Đây, sức mạnh kỵ binh 3% là các bạn khỏi cần nâng công nghệ, chỉ cần làm cái thiết bị thì cũng rất là mạnh. Thấy chưa? Chỉ cần có thiết bị, các bạn công nghệ yếu, các bạn cũng hóa thành mạnh được. Cái công nghệ này thì, ủa gì, cái thiết bị này không có tính năng hỗ trợ cho mấy con support nha các bạn. Rồi, các bạn thí dụ xét tướng đâu, chết rồi, hết lính rồi. Chỗ này về trả cho một xí. Kiếm còn 36 đi. Nè, các bạn nhớ vào đọc cái này. Tất cả kỹ năng của chỉ huy phụ. Chỉ phụ. Này nó hệ thống nó ghi sai nè. Đều có hiệu lực trừ các tài năng và năng lực đội quân thì không. Năng lực đội quân á, thì chỉ có con tướng chính, các bậc chỉ huy tướng chính và tòa thị chính nhà thì nó mới có tác dụng thôi, còn con đằng sau thì không có nha. Tất cả các kỹ năng thì nè, cái nào có thì nó sẽ hiện lên đây. Thấy chưa? Các bạn có thể xem cái sức mạnh của đội quân của mình thông qua cái này. Các bạn không cần ra đánh mang rợ để coi cái gì đó, giảm thiệt hại kỹ năng 18% nè. Thì cái này khá là ngon. Đó là khi các bạn solo chiến trên chiến trường á, thì người ta có 100% sức mạnh kỹ năng thì các bạn giảm 18% của người ta rồi. Các bạn nhận sát thương rồi. Các bạn nhận sát thương là rất ít. Tốc độ hạch quân kỵ binh rất là quan trọng. Đó, ra đánh luôn à. Kỵ binh thì các bạn mới vô, các bạn mát cao cao, mát gì, mát mina thì xong nâng cao cao lên mát luôn để các bạn có thể chơi dễ dàng hơn. Cửa hàng liên minh thì các bạn cứ đóng góp công nghệ, các bạn sẽ được 100 điểm mỗi ngày, là 20 cơ hội, 20 cơ hội là được 2.000 điểm. 2.000 điểm Silvercoin là cái điểm tín dụng liên minh nè. Màu đen nha, còn màu vàng là của liên minh, còn cái này là của mình. Các bạn có thể mua hết vào cái này. Tăng tốc. Hoặc là mua cái di chuyển lãnh thổ nè. Các bạn đừng mua cái này để tốn tiền thôi, cái này để tốn tiền thôi, không có gì. VIP. À, VIP thì các bạn đừng nên mua. Mình xài Ruby đi. Xài Ruby cho nó sang. Tài năng nè. Các bạn build sai thì các bạn có thể để tiền mua này. Cái này mình cũng thiếu trầm trọng lắm, mình build sai rồi. Còn trang hộ chiếu thì các bạn nhảy server thì các bạn mới mua thôi. Chứ trong đây không có gì để hot hết. Các bạn nhớ nhận thu nhập tài nguyên nè, cũng tăng một lượng. Quà tặng thì các boss nó nạp thì nó sẽ nhận minh hiếm. Còn nào nẹt bô. Đánh pháo đài các bạn có nhận đồ dùng pháo đài nè. Yêu cầu tất cả là nhận bình thường, còn hiếm thì các bạn không có, các bạn phải nhận bằng tay. Liên minh nào mà có cái rương này, cái quà này cấp càng cao ấy, thì cái quà này càng ngon.
các bạn ưu tiên qua mấy cái liên minh mà có cấp này cao là có bot á, có bot nó nạp nhiều mới lên cấp nó cao. Ôi đánh xong mẹ rồi, được gì, được 62 gỗ, 62.000 gỗ, 45 phút tăng tốc huấn luyện, 3.600 3.600 rất là nhiều nha các bạn ơi. Ủa, chưa xong nữa. Các bạn mới một con thôi đó là được bao nhiêu đó rồi. Sau khi đánh con này nữa. Để xem đánh con này ra được gì nữa đây. Ra cái này là lỗ nha các bạn. Ra cái này là lỗ, còn ra cái tăng tốc đội quân nó mới lời. Ai lại đi lấy 9 phút mà người ta lấy 45 phút sướng à. 45 phút các bạn có thể mua ra một vài bao nhiêu? 250 quân level 1. Đó, mới nói xui thiệt. Đánh cái này có thể có ruby nha. Có thể nguyên si cấp 1 là 62.000 ngẫu nhiên. Thì mỗi lần đánh các bạn bonus được 15 hộp nữa. Tài nguyên si hồi nãy đó. À, các bạn có thể 5 ruby. Thường thì người ta farm mang rợ, người ta farm mát luôn. Mát thể lực luôn. Là mỗi ngày kiếm được khoảng 1.000 ruby á. Tầm đó. Thì cứ 4 tiếng nó sẽ hồi phục lại 500 điểm hành động. Các bạn đừng để nó mát mát thì nó sẽ không cộng tiếp. Nó sẽ đứng luôn. Thì các bạn cố gắng đánh cho nó hết thể lực luôn. Mình cứ 4 tiếng là 500 thể lực. Một ngày là 24 tiếng là 6. Là tầm 3.000 thể lực. Một ngày là có 3.000 thể lực, các bạn cố gắng đánh hết. Bởi vì thể lực này không có nhiều hết. Các bạn tốn 500 ruby để 100 ruby để mua 500 thể lực. Như là vậy á, hình như 500 ruby mua 500 thể lực hay gì á. Mình cũng không nhớ rõ, mình không có mua thể lực nên mình không nhớ. Còn cái chợ này là cực quan trọng. Cái mức thuế để chuyển tài nguyên cho người ta là giảm còn 8% là hết. Mức thuế nên nâng cái này cao cao lên để mình chuyển tài nguyên cho đồng minh của mình. Còn các bạn muốn muốn có tài nguyên xài các bạn tạo clone. Bạn tạo thêm 3 clone nữa. À, các bạn vào cài đặt, các bạn set quản lý nhân vật. Đó, mình cũng nhiều nhân vật lắm mà mình cũng không chơi mấy. Tạo nhân vật. Kiếm vào cái kingdom của mình. Các bạn tạo được một acc nữa. Là tối đa hai nhân vật ở mỗi vương quốc. Mình tạo được một acc nữa, mình tạo hai acc khác để ở hai kingdom khác. Các bạn có thể bay về kingdom của mình chơi. Là các bạn có 3 acc. Ba tài khoản gì ba nhân vật, một nhân vật farm lúa, một nhân vật farm gỗ, một nhân vật farm đá. Nhân vật chính của bạn thì các bạn sẽ farm vàng, bởi vì khi lên khi các bạn chơi lâu rồi đó, các bạn sẽ mua được lính level 5. Lính level 5 rất là tốn vàng. Các bạn có thể lên xem YouTube. Lính level 5 Học viện 25. Đâu, để coi lính level 5 có cái gì. Cảm ơn các bạn đã xem channel của mình. Mình sẽ kết thúc channel của mình ngay đây nha. Cảm ơn.
ơn các bạn nhớ like và subscribe kênh mình nha. Để mình âm nó sẽ tăng nhiêu đây. Sẽ tăng thêm một khúc 187 220 là tăng 40 điểm thuộc tính. Cứ mỗi con như vậy được tăng 40 điểm thuộc tính. Mà các bạn có một đội quân nữa. Các bạn tính lên rồi chia cho phòng thủ ra thôi. À, game này thì khắc chế như thế nào? Kỵ. Kỵ thì thắng cung. Cung thì thắng bộ. Bộ thì thắng kỵ. Có ba loại thôi, con này là thua hết nha. Con này chỉ đánh nhà thôi. Đánh lộn là thua đó. Như thế nào? Tại vì tài năng của nó thôi. Quân kỵ binh dẫn dắt bởi chỉ huy này gây thêm 9% sát thương cho cung thủ. Có tài năng này là kinh dị lắm nha. 9% là nhận 109% sát thương vào đơn vị cung thủ là chết. Video của mình tạm dừng ở ngay đây nha. Hẹn gặp các bạn vào lần sau. Cảm ơn các bạn nhớ like và subscribe kênh mình nha. Cảm ơn các bạn. Nhớ ủng hộ kênh của mình.